Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay ngày 9 tháng 8 em chia sẻ đến tất cả là 32 sản phẩm, bao gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật về Thụy Sĩ. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất. Và em rất cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ trong thời gian qua. Bên em phạm phát vào sáng thứ ba và sáng thứ sáu mỗi tuần vào lúc 7 rưỡi sáng. Em chia sẻ con đầu tiên. Con này là con Nga anh em. Máy cơ automatic của Nga. Còn nguyên hộp và cái thẻ anh em nghe. Thẻ gốc này. Máy cơ automatic đây em, bảng lỗ đáy có cả tiếng Nga, nó đóng là 1957 cccb, hình thức còn rất mới và đẹp anh em. Nguyên riêng cả dây khóa luôn em nghe. Con này cũng là bản kiểu như một bản giới hạn anh em, không có nhiều. Chạy 3 kim, cọc số 12, 3, 6, 9, cọc số học trò. Bản này nó lộ trên góc này anh em. Còn lộ dưới thì nó kiểu như nó đóng một cái miếng gương màu đỏ anh em nghe. Dây cũng vậy, dây riêng luôn. Đóng 4 ngôi sao và đóng chữ CCCP. Sai mặt tới 44 anh em. Rất lớn. Thường những con Nga nó làm sai to như vậy anh em. Còn máy cứng luôn. Nguyên dai nguyên hộp. Con này dây da riêng anh em nghe. Hộp thẻ là như vậy. Size tới 44. Con này số 1, 1,7 triệu. Số 2, một con đồng hồ Seiko 5. Con này size mặt là 37,2 anh em. Mặt văn 3D nằm chìm phía trong này. Con này 1,3 triệu. Dây khóa nguyên riêng. Dây của Seiko 5 luôn. Dòng này nó sẽ dùng cái máy lỗ đáy anh em nghe. Và bộ máy 7X26C. Máy của Seiko. Mặt văn 3D rất đẹp anh em. Những con này thì em sẽ bao nước cho anh em ở mức độ là đi mưa và rửa tay nghe. Không có bơ lặn được. Dây tay của nó thì tầm khoảng 17 năm anh em. 17 năm. Để lau sơ cái mặt kính này. Con này số 2, 1,3 triệu. Anh em nhìn kỹ cái máy lớp trong đó. Đó. Còn rất là mới và đang chạy bình thường anh em nghe. 21 chân kính. 7X26C. Những cái dòng này nó sẽ xe lịch nhanh tất cả anh em. Rút ra một nắp và xoay hai chiều anh em nghe. Lịch thứ nhảy lịch này cũng nhảy luôn.
Con này là con Aroma, con này thì vừa rồi em gửi đi rồi nhưng mà em không để ý nè, không để ý là cái mặt số nó 21 chân kính nhưng mà cái máy này 25 chân kính nè, thành ra là hôm nay em cũng giảm dạ, thấy cỡ để em lấy luôn. Nó là Aroma, chạy máy automatic 2 lịch, máy thụy sĩ anh em nghe. Con này size vuông là 31, cái vỏ cũng đẹp lắm em, còn khá là ok. Nắp đáy đóng chịu automatic in cấp lock 18K gold electronic fatting. Con này kiểu như một hình thức bột vàng anh em, số 3 1,2 triệu. Dây tay đúng 16 năm anh em nghe, 16 năm đổ lại không có hư được nữa. Số 3 con này 1,2 triệu. Con này nó sẽ hỗ trợ lịch nhanh em, lịch nhanh cả hai luôn, nó giống như con máy Seiko á, có cả tiếng Nhật và tiếng tiếng Anh. Số 4, một con đồng hồ Seiko automatic dòng 17 trên kính anh em, như Seiko Matic. Những cái dòng này thì nó là nắp đáy bọc vàng anh em nghe, nó bạch gold fill. Còn ở đây là 20 micron, bọc vàng rất dài anh em. Nước vàng cũng khá đẹp. Con này tiết cái mặt nó có len dầu anh em nghe. Góc này này. Mặt sớ lụa và len dầu. Con này size 35,5, không tính núm. Form đẹp và nước vàng cũng đẹp. Dây khóa linh kiện. Số 4 con này 1,7 triệu. Sử dụng bộ máy này. Máy rất mới anh em nghe. Máy cực kỳ mới luôn. Máy của Seiko 17 trên kính automatic. Lắp đáy bọc vàng sao cũng đẹp. Con này số 4 1,7 triệu. Cái khóa linh kiện. Số 5 một con Milus nè, hàng chuẩn Thụy Sĩ, máy xưa. Dòng này thì nó trải tia từ tâm anh em nghe, những tia nổi chứ không phải là tia của nước sơn. Chạy máy có tay có lịch, hiện tại là ngày 5 anh em, hiện tại là ngày 5, để em xoay ngày 6 anh em nghe. Nó nhảy lịch bình thường. Núm ring của Seiko. Nó có núm không cũng mất mấy trăm rồi anh em. Đó sau nó chịu Milut 10 micron. Sử dụng bộ máy này. Bộ máy cầu nổi anh em. Tắt xưa. Lên gót tay và chạy ba lăng gai, máy đang chạy bình thường anh em nghe. Con số 5 con này 1,4 triệu, size mặt của nó là gần 35 anh em, 34,94. Mặt số có lên dầu nghe. Dây khóa linh kiện. Số 6 một con đồng hồ Single Bell. Single Bell là con đồng hồ chuông reo anh em. Dòng này thì cũng hay lắm anh em, nó cũng là một cái dòng chuông reo kêu rất to của Nhật. Chạy máy automatic, mặt bao công cũng khá đẹp anh em. Máy chạy rất ổn. 17 trên kính. Con này thì anh em sẽ nó sẽ hỗ trợ lịch nhanh ở góc này. Đó, nhấn ra đây ra. Rút ra một nắp thì nó sẽ reo.
Lên code tay ở đây đó, để nguyên lên code tay là lên code của chung reo anh em nhé. Lên code tay ở đây xong xuôi mình rút nút này ra để cho nó reo, rồi anh em rút ra một nắp. Đây, rút được một nắp mình sẽ có cái niềm bên trong nó nhảy anh em. Cái đi này này. Có một chấm đỏ ở đây, xoay. Thì sẽ xoay theo chiều cái đồng hồ được thôi. Đó, xoay tới giờ nó sẽ reo anh em. Kêu rất hay. Nói chung là khi mình kêu á thì tất nhiên lên tay là mình sẽ có cảm giác anh em nghe. Đeo lên tay là thấy rất nghe rất rõ luôn. Và mặt của nó là mặt bao công sớ lụa từ góc 12 giờ tới 6 giờ này, trên dưới này có vỏ vàng còn tương đối ok thôi. Mặt dưới thì có trài nhẹ hai bên, mặt trên thì còn đẹp. Đó, cái rút ra một nắp thì anh em chỉ chỉnh được một chiều anh em nghe, lưu ý nha. Con này hiện tại là ngày thứ ba, ngày 28 thì là thứ khả năng là thay 4 giờ anh em. Con này phải biết cách sử dụng nha. Anh em lưu ý nhìn kỹ video. Hiện tại là thứ ba ngày 28. Lịch thứ lịch bao anh em. Đó, còn lịch thứ là lịch 24 giờ, còn lịch ngày lịch bơm. Anh em lưu ý nha. Em sẽ bơm cái lịch ngày anh em xem này. 29 này, 30 này. Đó. Con này size cũng tương đối ok. 38,65 anh em. Chạy bộ máy automatic của Seiko còn rất đẹp. Sử dụng bộ máy này. Nó mới lên anh em. Rất ít cái dòng máy của Seiko Bell mà nó còn mới như vậy anh em nghe. Rất hiếm. Thường nó sẽ về nó bị kiểu như cần phải lau dầu lại nhiều anh em, phục hồi lại. Con số 6 2,7 triệu anh em nghe. Số 7 một con Longines. Con này đặc biệt của nó là Longines chạy kim rúng anh em. Chạy máy automatic kim rúng. Đó. Mặt bao công còn khá đẹp anh em. Vỏ bọc vàng thì khỏi chê luôn. Còn đẹp lắm. Chưa có dấu hiệu trầy xước gì nhiều. Con này size 34 anh em nghe. Không tính đấm. Mặt số rất ok. Để mở máy. Sử dụng bộ máy này. Máy của Longines còn khá là mới anh em nghe. Nó triển ở dưới đẹp lắm. Góc đây thì nóng thông số của Longines này. Còn góc đây nóng thông số của máy. Thông số của máy là máy sử dụng của máy 224 anh em. 17 trên kính. Máy đang chạy bình thường anh em nghe. Góc này đóng 10k gold fill. Cái vòng 10 nó rất dài anh em. Anh em lưu ý là vòng 10 nó rất dài. Nó không như vòng 14 hay 18. Và nó cứng anh em, thành ra là các bạn 10 nó bền. Số 7 con này 6,5 triệu. Số 8 một con đồng hồ Kami. Phiên bản cực đẹp anh em. Automatic con này chạy bộ máy điểm kiểm tra bộ máy máy chân kính. 25 nhân kính anh em,
chạy máy Thụy Sĩ 5 tầng anh em nghe, có hỗ trợ lịch 24 giờ, phone vuông, và đặc biệt con này có một cái lưu lắp đáy cực đẹp này. Lưu Kami con này thì cái logo về thường em thấy nó gần như là 100 con thì chắc phải là 90 con mà bị hư cái logo đây. Con này cũng luôn còn nguyên. Size vuông lớn nữa. Size ngang của nó là 30. Còn cái chiều dài size dọc của nó là 31,5 anh em. Và càng tới càng người ta gọi là lúp tới lúp á thì nó sẽ là 41,5. Lên tay rất to anh em nghe. Đó anh em thấy tay em này 16 năm, lên rất to. Mặt số đẹp. Cái logo sau còn đẹp anh em. Đóng cái đồng hồ anh chữ Kami góc này. Con này thì nó sẽ vặn bốn vít ở dưới cái chân anh em. Để cái nắp đáy nó sẽ vặn bốn vít ở góc này này. Thành ra bộ máy nó sẽ lau, em sẽ gửi máy sau nha. Nấm riêng của Kami luôn. Tôi kiểm tra lại cái nấm. Đúng luôn nè, nấm riêng Kami luôn. Nhìn không có, nhìn qua cái máy ảnh không có rõ lắm. Số 8 của này 4,7 triệu. Mặt bằng úp anh em nghe, nó sẽ cong như vậy này. Thì cái kính này rất khó làm nè, nếu mà hư hay là kính nó về còn nguyên. Con này chìa khóa linh kiện anh em nghe. Số 9, một con hồ quân đội xưa. Đây chính xác là dùng quân đội xưa nè, chạy máy automatic. Sử dụng bộ kim thép nha, không phải bộ kim bằng đồng đâu. Bộ kim thép có ánh xanh. Con này size là 31 anh em. Anh em lưu ý là dòng quân đội xưa nó chỉ size tầm 31 đến 33 đổ lại thôi, không có hơn nhiều anh em. Có hỗ trợ cốt tay. Máy đang chạy bình thường. Nó đóng là đeo Bana Automatic 17 nhân kính. Cọc số còn rất đẹp anh em. Chữ nghĩa còn đầy đủ hết. Nắp đáy đây. Sử dụng bộ máy này. Bộ máy Ruby trục anh em nghe. Còn khá đẹp. Máy chạy ba lăng gai. Tất cả còn nguyên bản hết luôn. Những dòng lên tay rất đẹp anh em. Nếu chính xác là dòng của quân đội thì nó sẽ làm size rất nhỏ anh em. Nó đâu đó tầm khoảng 30 đến 34 độ lại thôi, thậm chí 33 thôi. Chính xác của dòng quân đội dành cho quân đội ấy. Còn nếu mà anh em mua những con đồng hồ mà quân đội mà size lớn từ 36 độ lên tới 40 thì nó là quân đội thời trang anh em. Nó làm theo kiểu quân đội thôi, còn không phải dành cho quân đội. Anh em lưu ý nha. Số 9 con này 1,4 triệu. Số 10, một con Rado. Rất đẹp anh em, dòng Rado 25 chân kính. Lake Liner, con này thì đặc biệt cái niền của nó là niền khí kiểu sâu. Niền khí mặt sâu anh em. Nếu mà nó khí to hơn á, thì nó chỉ là khí thôi. Còn con này khí nhỏ vẫn có một cái chấm chấm như vậy là niền khí sâu đây. Tất cả nguyên riêng. Giao khóa linh kiện. Full thép bị nóc em. Còn nắp đáy sau là nó sẽ triển hai cái ngựa em nghe. Những cái dòng này cũng hiện tại thì nó cũng không còn đắt như hồi xưa nữa. Nó hiện tại nó rẻ lần lần anh em. Rado này. Giao khóa linh kiện nghe. Con này thì nó giống cái dòng Rado Sport đây. Size nó sẽ lớn.
đâu đó tầm khoảng 36,5, không tính núm. Còn nếu mà Nano 2K bình thường á, thì nó sẽ là 34,7 anh em, gần 35 á. Sử dụng bộ máy này, bộ máy automatic của Rado chạy 25 trên kính nha, góc này anh em, 25 kính đóng góc này, máy còn rất mới. Con đồng hồ này tình trạng nó mới, độ mới nó khá là cao anh em, máy bóng soi gương này. Con này số 10, 3 triệu 2. Lên tay rất đẹp anh em, đặc biệt cái niền khiếu của nó rất ok. Kiểu như nó tạo hiệu ứng phát sáng anh em nghe. Nhìn rất bóng bẩy này. Số 11, một con Seiko, con này con Seiko chạy máy có tay mặt trống đồng anh em. Mặt vàng anh em nghe, không phải mặt trắng. Seiko Crown anh em nghe. Chạy dòng máy Seiko 17 trên kính đó. Size mặt của nó là size 35 anh em. Thì cái con này nó cái nắp đáy nó sẽ lại khá là cứng, thành ra em không có mở được nha. Anh em nào muốn xem thì em chỉ chuyển qua Zalo. Máy đang chạy bình thường. Giao khóa linh kiện. Mặt số khá là hay anh em. Nút thép cũng đẹp lắm. Số 11 950. Số 12, lô này ta giống có hai quýt, một con bi, một con cơ. Một con quýt của T-Shot nè. Đây. Dây khóa của T-Shot luôn nè. Con này pin nghe em nghe. Chạy máy V8. Có lịch góc 6 giờ. Cọc số học trò chạy 3 kim, à, cọc số la mã chạy 3 kim mặt trắng. Mặt sơn trắng anh em. Con này là full full thép inox luôn. Rất đẹp. Chạy máy 18 vị xanh em, nên lưu ý nha. Con này mở mở rồi cũng khó đẩy lại, thành ra em không mở được tiếp được. Size thứ 50 rất to. Dành cho anh em sưu tầm quýt của chuẩn thị sĩ. Con này số 12, 750. Lưu ý, đây là cái logo của T-Shot nha, và dây T-Shot luôn. Con số 2, một con quýt của Nga đây. Quýt của Nga. Mặt có này dầu anh em nghe. Chạy bộ kim nung xanh rất đẹp anh em. Con này cũng là hàng cổ. Lắp đáy sau thì đóng có ba cái sọc sọc này, thì em không biết hết. Em không biết là cái logo này có ý nghĩa gì anh em. Nhưng mà nhìn cũng khá là hay. Cọc số học trò, bộ kim còn rất ok nè. Chạy kim rúng, lên gót tay. Sử dụng bộ máy này. Bộ máy Nga nhiều cầu rất đẹp anh em. Máy đang chạy khá là bon. 15 chân kính. Tất cả là gần như nó đóng tiếng Nga hết anh em nghe. Ở cái bánh xe lớn nữa bằng ngôi sao này anh em. Hình thức khá là đẹp. Những con này thì nếu anh em lên cốt tay đầy đủ thì nó đâu nó chạy khoảng hơn một ngày anh em nghe. Mặt cái lên dầu đúng theo thời gian luôn. Size của nó là size 43,19. Con là số 13, 8 năm rưỡi.
Câu số 14, một con đồng hồ Citizen để bàn anh em. Câu này là em còn nguyên cái hộp của nó luôn. Hộp nó theo theo đồng hồ về Made in Japan. Đó. Hình thức rất đẹp, con này 1,6 triệu. Số 14. Mới gần như 100%, hai bên là hai miếng nhựa giả đá cẩm thạch em nghe. Nó kiểu như nhựa giả đá cẩm thạch rất đẹp anh em. Mới gần như mới 100%. Những dòng này nó đóng chữ sơ băng này. Ở trong cái máy nó chữ cũng là Made in Japan. Con này là của hàng nội địa Nhật anh em. Chạy pin tiểu bình thường thôi. Cái size của nó là, anh em đợi xíu tìm cái thước này. Cái size của nó là chiều cao á, nó khoảng 19 cho anh em nghe, chiều cao là 19. Chiều ngang thì nó tầm khoảng 10 gần 16. Và độ dài của nó là hơn 7 cm cho anh em nghe. 19. 19 nè, 16 và độ dài là hơn 7 cm. Cọc số hộp tròn chạm ba kim khá đẹp vậy nè. Con này nó mới lắm. Cũng tương đối nặng nè. Anh em chân tủ đẹp lắm. Hàng chuẩn của Nhật. Con này số 14, 1,6 triệu. Nó cái tông chủ đạo của nó là màu kem anh em. Tiếp theo một con Shima của nữ anh em nghe. Con này của nữ. Dây kiểu như dây lụa. Tay dòng Shima khá hay anh em. Đề mi rất đẹp, chạy với Thụy Sĩ. Nấm ring của Shima luôn. Có đến một viên đá xanh. Tại có logo ring của Shima này. Mà thường có logo mà những con hồ Thụy Sĩ như vậy thì nó hay làm màu đúc nè. Em không kiểm chứng được nha, nhưng mà thường người ta làm như vậy. Dây tay còn rất dài nè. Tay em thì nó đâu đó tầm khoảng 17. 17 đổ lại. Còn nguyên hộp của Shima chủ Thụy Sĩ. Con này là số 15, 7,5 anh em nghe. Em đo cái size mặt luôn quay. Size mặt 29 anh em. 29 khoảng 16. 7,5. Số 16, một con đồng hồ Thụy Sĩ. Con này chạy máy Ronda nè. Six Military. Dòng này thì full thế đúc anh em. Nó size tay của nó thì khoảng 16 năm. Tay em là vừa y luôn. Mặt trắng khá đẹp, có một cô địch góc 3 giờ. Tất cả là full thép inox. Size mặt khoảng 36 nè. 36 không tính nấm. Nấm ring có dấu cộng này. Lắp đáy sau thì cũng truyện đầy đủ như tất cả các dòng Sigma đây. Sigma đầy đủ hết anh em nghe. Mặt trắng đẹp lắm. Anh em nhìn kỹ cái mặt này. Rồi cố gắng theo dõi kỹ video và chốt nha. Và anh em lưu ý là những cái con đồng hồ mà cái giấc mắt dây bằng thép á. Dây bằng thép thì anh em phải để ý rất nhiều vào cái dây tay. Dư thì được chứ thiếu là hơi mệt cái này. Tiếp theo con đồng hồ của Ý. Con này là chắc là Valentino rồi. Chạy full 6 kim. Kim chronograph là kim nhỏ góc 6 giờ anh em nghe. Bấm giờ bấm chạy là kim nhỏ. Dây khóa nguyên ring. Dây đề mi theo đồng hồ luôn. Đó là Milano anh em. Chạy máy nhặt anh em nghe. Những con đồng hồ của ấy thì nó sẽ chạy 100% là máy nhặt. Size 39. Không tính lắm, mặt số rất đẹp nè. Con này mặt số bằng vàng nhạt. Bản đề mi. Và quan trọng là cái dây tay nữa nè. Dây tay nó thì hiện tại là tầm khoảng 17 đổ lại. Ở trong đây còn tới 1, 2, 4. Nó tầm khoảng 18 đổ lại anh em nghe. 18 đổ lại.
Số 17 con này 650. Tất cả các kim đều trả hết anh em. Số 18, một cái thương hiệu đồng hồ của Nhật Seiko này. Đây là dòng Seiko AGX cũng rất nổi tiếng của Nhật. Bình tự sạc anh em nghe. Con này thì nó làm cái theo cái kiểu phong cách sang anh em. Full thép đúc này, bản đề mi này. Làm nấm đẹp lắm. Con này là mộ lịch gốc 6 giờ. Mặt số có chia làm tới 3 lòng, cọc số La Mã. Đẹp anh em. Từ từ em dẫn cái thước anh em nghe, thước bị lỗi rồi. Chắc ra hết pin. Con này size mặt của nó là size 36 hơn chút xíu anh em nghe, 36,2 không tính nấm. Số 18 750, hình thức còn rất đẹp. Seiko AGX là dòng pin tự sạc anh em nghe. Con này thì em bán nhiều rồi, không cần giải thích nhiều cái dòng này nữa. Dây còn rất dài anh em, tầm khoảng 18 đổ lại. Số 18 750. Số 19, một con đồ cũng Seiko AGX luôn, nhưng bản này là bản Titan. Đặc biệt con này là nó full dạ quang, cái dạ quang trên mặt anh em nghe. Con này là phải đó, anh em thấy nó hơi sáng sáng rồi này. Đó, nó sẽ là dạng quang mặt. Cái mặt này nó xanh âm nè, nó xanh đẹp lắm. Tất cả là full titan hết. Rất đẹp anh em. Chính hãng của Seiko, chạy máy bình tự sạc. Size mặt là size cũng 30, tầm 36 hơn chút xíu nè. 36,5. 36,4. Số 19 750. Con này dây tay đúng 16 năm luôn. Rất nhẹ nè, gần như đeo đồng hồ nó nhẹ hơn đồng dây da nữa. Tiếp theo con số 20. Con này là chạy máy pin thời trang nè. Kiểu quân đội thời trang. À, thì nó to như vậy đây. Chạy máy nhặt anh em nghe, dây khóa còn nguyên ring. Cứng cáp lắm, con này size chắc chắn là khổng lồ rồi. Size mặt tới 48 này. Số 20 650. Đang chạy bình thường anh em nghe. Có một lịch góc 4 giờ. Tiếp theo con số 21, con này là máy Bobodo anh em, chạy máy máy Miyota. Đúng rồi. 650k. Chạy máy Miyota anh em nghe. Của Nhật á. Tiệm lau mặt kính. Hình thức còn ok. Máy chạy bình thường anh em. Size mặt là 38. Nhà khóa linh kiện. Số 21 650. Số 22, một con đồng hồ Fuja. Con này là chạy máy pin của Nhật anh em, dây lụa. Em nghĩ là con này bản dành cho nữ, tại vì da nó nhỏ anh em. Dây tay nó khoảng 16 17 đổ lại. 22 650. Con này thì còn nguyên cái tem đáy luôn. Chạy máy Oran, Hà nội địa, full thép đúc của em. Size mặt 32,1. Số 22 650. Hình thức cũng đẹp anh em. Mặt số khá khá là hay, không có địch.
còn nguyên tem đáy. Và cái thép, tất cả thép là thép đúc hết. Còn pin thời trang này, để em lau cái mặt kính đi. Mặt con này là mặt tráng xanh, kính xanh rất đẹp anh em. Nó cái đóng chỉ đa này mình gốc 6 giờ này. Chạy máy nhặt. Cái vỏ tray mạ vàng. Bản này bằng dây lụa. Xay vuông ngang là 21,2, không tính đóng. Bên tay như vậy nè. Cái tay còn rất dài nha. Số 23, 450. Này ánh xanh khá đẹp nè. Đúng cũng đến ánh xanh. 24, một con đồng hồ Casio. Chạy máy nhặt. Đó, hình thức còn ok luôn. Dây khóa của nó là kèm theo đồng hồ về luôn em. Không biết có riêng không. Không có linh kiện. Size mặt là 23,3. Con này form kiểu như form đồ xưa anh em nghe. Những cái phong cách đồ xưa là em nhìn em biết liền. Cọc số này nó là kiểu và kim nó làm theo kiểu cổ điển. Số 24, 350. Từ số 24 ở đây thì những con này là kiểu dạng lắc tay nè. Nhiều con rất đẹp. Một con đồng hồ nó đóng đây không không thấy rõ cái logo này. Đến hai viên đá màu tím ở đây. Chạy máy nhặt, con này cũng thời trang thôi. Số 25, 350. Lên tay rất hay nè. Dây tay còn cực dài luôn. Size 22,5. Số 25, 350. Nên nhìn kỹ cái mặt này. Đó. Số 26, một con đồng hồ Joresen. À, con này cũng da xích cho em, một thương hiệu thị trường của Nhật. 350, kiểu dạng lắc tay. Con này là bản của nó là nó màu như màu titan em nghe, nó hơi bóng và nó kiểu như không phải màu inox mà hơi đen đen chút xíu anh em, nhìn kỹ nghe. Size ngang là size 22. Số 26, 350. Số 27, một con đây, nhìn kỹ cái tay này, Renzo. Con này thì nó có một cái viền tính phun tròn với tay lên em. Cái viền này vặn được em nghe. Đó, vặn được này. Xíu vào con này khả năng là nó sẽ có rất nhiều viền, nhiều màu khác nhau. Nhưng mà con này về có một cái viền này thôi. Cũng khá đẹp anh em. Đó. Nó đóng chữ Rear Diamond này. Xe mặt 21,7. Lắc tay. Dây tay từ 16 năm đổ lại. Hình thức cũng khá đẹp anh em. 27, 350. Số 28. Con này mới được đẳng cấp anh em. 650, một con Seiko chính hãng này. Kiểu dây cũng hay lắm, nó không phải là kiểu dây lắc tay bình thường, nó kiểu dây chuyền anh em nghe. Nó mạ bằng thật cũng rất ok luôn. Đó. Con này là số 28, 650. Đặc biệt là trên cái mặt số của nó thì hai góc cái đầu càng này anh em, nó đến hai viên đá màu xanh và màu trắng. Size mặt thì nó nhỏ, nó lớn sự ra chút xíu thôi. Nó chỉ có là 1,3 cm cho em nghe. Con này thì hiện tại là dây 16 năm và em còn dư một mắt nữa. Một mắt nó đâu đó tới gần 1 cm nữa. Còn đủ dài nè.
cực kỳ xinh luôn, không chê vào đâu được hết. Con này số 28, 650, chạy 2 kim, máy chính hãng Seiko. Con này cũng vậy, một con Seiko chính hãng kiểu dây lụa này. Con này Seiko S-Line, chạy 3 kim, góc 12 giờ đến 2 viên sòn, núm có đính đá luôn, dây tay 16 năm nha anh em. Những dòng lắc của Seiko thường hay có dây xích nè. Cái size mặt là gần 19, và sau có một dây xích nè. Anh em về nếu vướng quá thì tháo ra luôn. Nó đóng là chữ Seiko, nó mạ bằng thiệt anh em nghe. Số 19, 29, 45 rưỡi. Con này là Citizen, chạy máy automatic, số 20, 300 rưỡi. Những dòng này nó sẽ hỗ trợ lịch nhanh cả hai anh em nghe. Máy đang chạy bình thường, mặt màu xanh. Từ từ kiểm tra cái lịch này. À, con này lực giật anh em. Thật là lực giật nha anh em, rút mạnh ra thì nó sẽ giải này, 11 này, 12 con lịch. Thứ là thay 4 giờ. Dây tay 16 năm đổ lại. Mặt hình kiểu như ma rùa anh em. Size mặt 26, số 30, 35 rưỡi. 31, một con đồng hồ lắc tay kiểu thời trang. Con nó làm kiểu như nó bạc bạc anh em, và nó đính những cái viên giống như đá Uban á. Anh em nhìn kỹ nè, nhìn rất hay. Dây tay 16 năm, con này dây tay chung được nha, chung hay bao nhiêu chút xíu xíu nè. Chạy 3 kim và đang chạy bình thường, kia làm kiểu cổ nè. 31, 300 rưỡi. Size mặt của nó là size 17,8 nè. Con cuối cùng của lô này nè nghe, con Seiko mặt màu xanh. Cái màu xanh nhìn nó đầm ghê nè, màu xanh rất đẹp. Nắp đáy là nóng chữ PDP bắt lấy nóc. Con này nó nắp tray nó kiểu như nó mạ một lớp như lớp vàng trắng á. Số 32, 300 rưỡi. Dây tay 16 năm, dạng lắc tay. Những đốt này thì nó sao ta, nó gần như một đốt trúc anh em nghe. Xe mặt hình bắt giác, con này dạ 2 kim, 16,74, 300 rưỡi, số 32. Kết thúc video anh em. Nếu thứ hai anh em cho em một lượt đăng ký kênh và một lượt like. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào.